Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đến nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Hưng Yên đã phân bổ số tiền gần 14 tỷ đồng đợt 1 trong tổng số 104 tỷ đồng nguồn vốn huy động xã hội hóa của chương trình về các đơn vị để thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình. Theo đó, nguồn vốn được phân bổ cho Hội chữ thập đỏ tỉnh đợt 1 là gần 2 tỷ đồng để thực hiện trao hỗ trợ cho các hộ nạn nhân chất độc da cam với 54 hộ xây mới và 88 hộ sửa chữa. Còn lại, Quỹ vì người nghèo các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo với tổng số tiền là gần 12 tỷ đồng cho 713 căn nhà được xây mới và sửa chữa. Theo kế hoạch, mỗi hộ gia đình xây mới được hỗ trợ đợt 1 là 20 triệu đồng một nhà sau khi đã khởi công và hoàn thành phần móng nhà. Đối với hộ sửa chữa được nhận 10 triệu đồng khi thực hiện sửa chữa, số tiền còn lại sẽ được trao vào đợt 2 khi các hộ hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng. Dự kiến toàn tỉnh hoàn thành thi công xây dựng và hỗ trợ quyết toán xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.